tiếp tục chương trình em ngày hôm nay là một ca khúc, có thể nói là ca khúc này đã gây hot trong thời gian vừa qua, và với cái độ phổ biến đó cho nên là những nhà làm phim hay là những nhà đầu tư đã đổ xô vào để mà làm ra một bộ phim đang được chiếu tại phim rạp. Bộ phim được mang tên Em Gái Mưa, với nội dung và ý tưởng từ bài hát Em Gái Mưa của nhạc sĩ Mr. Zero. Và bây giờ mời mọi người cùng đến với ca khúc Em Gái Mưa. Thank you.
trời nó